Lo ngại tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng, người dân đang đổ xô đi mua khẩu trang nước rửa tay để phòng ngừa dịch. Nhiều thông tin phản ánh xuất hiện tình trạng khan hàng tăng giá hàng chục lần đối với các mặt hàng này. Chiều ngày hôm qua 31 tháng 1, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra các cửa hàng quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc thuộc tòa nhà Hapulico, quận Thanh Xuân. Tại đây, nhiều cửa hàng đã treo biển hết khẩu trang, nước rửa tay đội quản lý thị trường số 1 đã xử phạt một quầy thuốc về hành vi không niêm yết giá bán công khai mặt hàng khẩu trang. Đây là động thái tích cực của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng các cửa hàng lợi dụng tâm lý lo sợ dịch bệnh của người dân để găm hàng, đẩy giá với các mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay.